em có biết rằng hôm nay anh buồn lắm không? Ngày xưa chưa đi bán kẹo kéo ấy, chưa đi bán hoa kéo thì cũng không yêu. Bây giờ bán rồi cũng không yêu. Không hiểu là vì lý do vì sao. Thì đến hôm nay mới biết được rằng là không yêu bởi vì lý do là vẫn là thằng bán kẹo kéo, không thay đổi được gì cả. Hôm nay mình xin gửi tặng tới tất cả mọi người để mà tiện lắng nghe nước mắt. Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau, vì em đã có người yêu. Hôm nay em vẫn xin đừng bận tâm, đừng buồn vì những gì ta đã có. Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm, dù anh chẳng là ai. Này nào đây chúng ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác gì trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết là nhìn em quay đơn thân đi, lòng anh thắt lại nghĩ đến mình sẽ không gặp lại. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quý được nhau. Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, để đến lúc chả tìm được nhau. Thôi các bác xem đến đây rồi thì like cho Phát, đăng ký cho Phát nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.